Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Chào anh Quỳnh Phonix nhá. Vâng, nói chung là thi thoảng thì chúng ta sẽ gặp, vâng thi thoảng lắm em mới gọi là được gặp anh em ở trên page sẻ đấy. Hello mọi người ạ. Mấy khi những bước gió đầu tiên của game thủ Chim Sẻ Nắng, bãi quả đầu tiên đây rồi. Bộ đầu là khá gần. Trận này thì khả năng xảy ra phải đánh chém thôi. Thậm chí là một bài 2L. Sao Kami không cặp với Sẻ xem hay hơn không à? Nếu như mà Dan mà vô địch thì em sẽ vào thay. Bởi vì em yếu hơn mà, đúng không? Vâng, nếu như mà em yếu hơn mà Dan cặp với Sẻ vô địch thì chắc chắn là mùa sau Sẻ phải cặp với một người yếu hơn nữa. Thì chính là tôi đây. Thế nên là tôi đang cổ vũ cho Sẻ với Dan vô địch để mình được vào đánh. Đúng không ạ? Kami lấy vợ. Vâng, Sẻ bảo là vâng, nếu như Sẻ đan vô địch thì game thủ bị đuổi hết rồi em ạ. Không có người tôi đánh nữa em ạ. Cày thế nhờ. Đúng, tại Sẻ khỏe quá thôi, biết làm nào giờ. Cõng người yếu hơn. Chào Trần Đức Duy nhá. Bấy nhiêu năm rồi nhiều chim sẻ đưa về với nhà chính. Hello anh em nhá. Vâng, cảm ơn anh Phạm Hòa, Kiến An Lạc nhá. Cảm ơn lấy vợ xong bình luận hay hơn hẳn à. Em cảm ơn anh nhá. Vâng, đưa bấy nhiêu năm về, tương đối xa. Về với nhà chính của mình. Vâng, nếu như đưa được bấy nhiêu năm về thì cũng gọi như là một bài đấu cũng là ngon rồi. Để cho game thủ chim sẻ ta cùng chờ đợi xem là Sẻ chém trận đấu này như thế nào. Trận này thì đang đánh gì nhỉ? Thực ra là bài này mình có thể đánh hai chém được. Tùy chiến thuật của tới từ chim sẻ đang đề ra. Thường ở trong kèo đấu mà kiểu bọn tôi hay đánh với nhau thì vâng, nếu như Baby Mac đối đầu với Hitkata thì thường bọn tôi sẽ ưu tiên hai chém. Chào Nguyễn Đức Liên nhá, chào Nguyễn Văn Đạt nhá. Bài hai quả phụ. Sắp được gặp Kami Dan ở giải 44 à. Em làm gì có team đánh đâu, Dan thì có team nhưng em không có team. Không ai nhận mình cả, buồn quá. Yếu quá không ai nhận anh em ạ. Một BE nữa dành cho game thủ chim sẻ, bài đang khung dần. Bài đấu này là bài hoàn toàn có thể khung nhà 2L đều như vắt tranh tới game thủ chim sẻ. Hôm nào anh em Zo Op có tham gia không Kami? Hôm Zo Op ở bên Hồ Chí Minh thì mình không tham gia được. Bác tham gia được. Bài hai quả phụ dành cho Sẻ trong trận này. Hai quả phụ một hiệu năm. Cũng khỏe chứ nhỉ? Được. Bài khung nhà luôn. Vâng, như vậy là thông tin báo về Dan vẫn mắc binh nhỉ? Dan này đánh đỏ thế nhỉ? Căn đế chế à? Vâng, hai voi một heal một quả phụ. Rất đẹp dành cho Dan Tony. Bãi quả phụ thì hơi xa một tí nhưng mà heal voi là để về ở khu vực nhà chính. Vâng, tôi cảm giác có những cái ông có căn đánh chế đấy anh em ạ. Ví dụ như ông Sẻ. Vâng, trong giới bình luận viên có ông Dan đánh hay đỏ. Mình không căn đánh chế, đánh hay đen lắm anh em ạ. Đánh hay đen. Vâng, BB. Căng thẳng, stress, thường xuyên thức khuya làm việc và sử dụng các loại đồ uống có ga, cà phê, trà để tăng sự tỉnh táo cùng với chế độ ăn uống không điều độ có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến bệnh dạ dày gây khó chịu cho anh em. Thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, giải pháp tuyệt vời cho những anh em đang mắc và có những triệu chứng của bệnh dạ dày do dư thừa axit như nóng rát, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày. Thuốc dạ dày chữ Y Human Gel giảm nhanh cơn đau dạ dày. Vâng, như vậy chúng ta quay trở lại với trận đấu này và ở trong trận này thì tôi mới thấy Sẻ với Dan lên đời thôi. Hai game thủ bên phía đội bạn chưa thấy nhảy.
Nhảy dây chi thuật chăng? Ad ăn vàng khá đẹp. Một bài đấu khung nhà dành cho game thủ chim sẻ. Đây là một thế mà vâng đánh kêu kiểu trâu chém cũng được mà cũng có thể là chuyển cung ma tới nơi game thủ chim sẻ. Khi mà chém tốt. Và như vậy là cánh bên này gặp nhà của game thủ cầm Kata. Trận này thì chỉ có thể là trâu chém hoặc chuyển cung ma tới được sẻ thôi, chứ còn nếu như mà đánh y thì không thể đánh được bởi vì họ có hit. Vâng, đây rồi. Vâng, liếm được 5 dân đấy không đây. Chúng ta cùng xem cái cách chọc giò của game thủ chim sẻ. Có giò của D'Antoni cũng đang ở đây. Vâng, đây rồi. Chơi. Vâng, dễ thế nhỉ. Ăn 5 dân của game thủ xi măng một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Bây giờ mới có giò tới từ xi măng. Phút thứ 12 trong game. Rất muộn màng tới từ măng. Măng có con giò muộn thế. Vâng, cái căn đánh chế nó thế đấy anh em ạ. Bài mình cứ đẹp, bài họ cứ xấu thôi. Hai giò đang song sát. Vâng, hai giò song sát. Bài vàng chưa bo xong, nhưng xong rồi. Vâng, đây rồi, chưa bo xong tới từ game thủ xi măng. Trận đấu này măng cầm Kata. Nếu như măng chết trận này. Vâng, nếu như măng chết trận đấu này thì đây là một bài đấu mà game thủ chim sẻ không cần phải chuyển cái gì cả, cứ trâu chém thôi. Bởi vì game thủ còn lại là game thủ cầm PT, mình càng trâu chém càng tốt. Vâng, đây là tình huống phải e. Đan cũng đang có mặt ở phía bên trong rồi. Đây là cái e của game thủ chim sẻ và măng đang tự giết mình bằng một cái e, khiến cho những con nông dân không thể chọc được giò. Ố, sao con giò của Đan. Vâng, như vậy là con giò của Đan không có giáp. Tôi tưởng là giò không giáp đầy đủ các anh em ạ. Đang định hô. Giò Đan không xuống nhanh thế rồi. Đây rồi, còn ba cái ruộng. Ba cái ruộng thì vẫn là một lờ đều nhá. Vâng, xe đã có cấu lực rất khỏe, nâng cấp chém 4 từ địa điểm rất sớm. Vâng, lối chơi của game thủ chim sẻ vẫn là lối chơi ưu tiên nâng cấp công nghệ trước. Rất yếu dành cho măng rồi, còn ba cái ruộng này để ra quân thôi. Và game thủ chim sẻ đang muốn tuyệt đường sinh sản của game thủ xi măng. Phế luôn võ công tới từ game thủ cầm Katarian trong trận này. Và trận này măng chỉ còn một đường nữa, đó chính là xin thịt và đi dummy. Khẳng định với anh em măng sẽ đi dummy sẻ. Vấn đề bây giờ là sẻ sẽ thừa biết điều đấy. Thực ra tôi đoán được thì sẻ chẳng có đi đâu thì không đoán được cả. Và chém các thứ sẽ chạy quanh nhà của mình để tìm vâng vị trí mà game thủ xi măng có thể đi dần. Chúng ta sẽ không chờ đợi xem. Tôi thề với anh em măng chỉ còn một bài dummy để có thể thi đấu thôi, nếu không thì phế rồi. Một hai con lạc đà tầm này, một hai con lạc đà tầm này không có tác dụng gì. Kìa, nó có cái gì ở giữa hai nhà đấy, sẻ vừa đi ngang qua đấy. Một con giò đây này. Vâng, mà chuyển đến thế 2 đánh 1 thì với còn lại hit của Asus cũng sẽ không thể cân đôi. Và bãi vàng của game thủ xi măng cũng đã đi, không bánh xe tới từ game thủ vâng xi măng fit rồi. Kìa kìa, sẻ vừa gặp cái gì kìa. Đây, ok chưa anh em? Vâng, bài này thì nó xưa như trái đất rồi, không ai còn lạ gì nào. Hay là đợi cho nó xin hay đợi nó xin hay trong gỗ. Cố nạn nhất bây giờ là đợi cho măng đóng cái, vâng đóng cái nhà, vâng đóng cái nhà y cơ, xin 200 gỗ đóng cái nhà y xong mình chém chết ba con dân. Thế là vừa làm cho Huy yếu lực, vừa vâng không đóng được y dành cho măng. Nhưng sẻ thì không ác đến như thế. Sẽ quyết định là chém chết luôn và fit luôn dành cho game thủ xi măng trong trận đấu này. Vâng, sẽ là thế trận 2-1. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu rằng anh Huy có thể cân 2 được không. Về lý thuyết thì không thể nào cân được với cái timeline này, khi mà bất kỳ một trong hai nhà nào của bên phía team chúng ta thì cũng đều có timeline cân với Asus. Về lý thuyết thì không thể cân được, nhưng chúng ta cùng chờ đợi xem biết đâu là Asus lên đồng. Chim sẻ đi nắng nhập thì sao? 4-2. Chém 4 dành cho cái thủ chim sẻ, chúng ta sẽ cùng xem là nhà của Asus có cái gì. Oh. Hốc của Asus các bạn ơi. Hốc này thì chắc là Maiken. Vâng, hốc này thì thực sự là Maiken map. Một cái hốc hát cái ruộng tới từ game thủ vâng Asus TV. Vâng, không phải Dan. Dan thì cũng khỏe, nhưng mà không phải trận này Dan đánh quá khỏe. Bởi vì là Asus đánh cung thì ra là không có bị áp lực thời điểm đầu tiên. Ôi, tầm này chắc là lên 4 hút được dành cho sẻ. Măng fit được đến đâu? Hay là đánh chém, vâng, hay là chém đi fit măng luôn nhỉ? Trận này tôi nghĩ là đánh kiểu gì cũng thắng rồi.
Vâng, vui tính lên chém đổ nhà A cũng được. Dễ nhỉ, một trận đấu đánh cũng tương đối đơn giản với chúng ta. Cảm giác xẻ đánh chế, cảm giác nó có một cái gì đấy rất là đơn giản đấy. Rồi, tỷ số 2-0 dành cho chim sẻ nắng và Datoni. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 3 sẽ được diễn ra ngay sau đây. Đánh fit một nhà quá là đơn giản. Hmm.